Làm bánh ít dài quá bàn xuống trẻ quá trẻ là quăng thôi đừng có bẻ vui sao sao tre giàu dữ vậy ta. Con dục xuống lá lá bự rồi kìa. Có lá bự nhất luôn á. Con bẻ rồi. Lấy cái lá ốm mình bắn. À, đây nè, nguyên cọng dài thon luôn. Bắn luôn. Trời ơi, có mái nằm. Sao vậy? Con không có ấy. Rồi thằng nghỉ lấy măng rồi. Cái bự bự luôn nè. Đường bé có ăn rồi chặt ăn không chú không chú rồi chú quá trời luôn ha. Cái đó là măng mình lấy ăn đó. Măng đó mình lấy ăn đó. Ồ. Một măng đó con lá không chú thì đọc về luôn chú ơi. Con măng rồi chú. Mẹ mai mốt có thiếu tự nhiên cho mẹ. Dạ dạ nào thiếu vô xin tiếp. Gia đình của Hiếu Quỳnh gặp lại các bạn đó nha. Gia đình mình gặp lại các bạn ha. Hôm nay gia đình mình làm bánh ít lá tre nha các bạn nha. Còn mà bánh ít nước tro là nó khác nhau nha. Thay vì nếp á, mình ngâm với nước tro thì cái đó là mấy cái bánh ít nước tro đó nha các bạn nha. Mà mình không làm cái đó tại vì nước tro giờ không hiểu sao nhưng mà thôi mình không làm, mình làm bánh nít lá tre này nha các bạn ha. Đây là mấy cái nguyên liệu của mình gồm có nè. Cái này là đậu xanh mà không có vỏ. Mình ngâm chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi đủ rồi. Còn đây là đậu đỏ. Đậu đỏ này ngâm hơi lâu rồi các bạn nha. Ngâm qua đêm lần à mới được rồi nha. Cái này hơi lâu nè. Đó cũng 200 gram. Này là bột bán cũng 200. Rồi nếp này lon sữa bò mình đó các bạn. Này cũng ngâm qua đêm luôn nha. Này cũng ngâm qua đêm luôn. Rồi. Còn về vấn đề bột nè ha. Bột năng nè. Là 600 gram. Cái này bịch này 400 mình làm bịch rưỡi. Còn cái này bột nếp này nha các bạn ha. 100 gram. Đó. Rồi các bạn ơi. Đường thì nửa ký. Còn đây là lá tre đây. Mình phải đem đi luộc nữa nha các bạn nghe, để vậy là gói không được. 600 gram bột á, mình chia ra làm hai này các bạn nha. Chia làm hai này là với cái lý do là một bên mình để trắng, còn một bên mình không phải là để màu. Nhưng mà các bạn muốn màu gì tùy thích, ví dụ như lá dứa hay là trái gất hay là gì đó tùy thích ha. Ở đây mình xài một ít này trà nè, trà xanh này các bạn. Đây là trà nè và các bạn nha, đổ một muỗng này luôn. À. Rồi. Rồi tiếp theo là mình đường. Đường thì 80 gram, nó chưa tới 100 mà cho 300 gram nè các bạn nha, tương đương với một cái giá canh này nè, giá một canh này nè. Đổ vô. À, bánh làm trái nấu ăn gì cũng vậy phải có chút muối nè các bạn ha, chút vậy thôi đó. Cho nó có mặn mặn, có cái hương vị đậm đậm đà một chút đó. Trước khi mình pha bột đó mình đi nấu đậu nha các bạn ha, mình đem hai cái đậu này đem đi nấu nha đó. Để vô cái nồi điện này các bạn ha, có ít nước thì vậy thôi, nấu chừng nào tới nó chín thôi, cái này cũng dễ rồi ha, các bạn ha. Rồi bây giờ mình pha bột này các bạn nha.
Cái này là nước sôi nha các bạn nha, nước đun sôi ha. Mà cái này là 300 gram này ha, khoảng 200 ml nước thôi. Mình nói vậy thôi chứ các bạn đổ từ từ vô. Từ từ mình trộn vô nha, chứ mình đừng có đổ ụp cái một cái khi chút cái khó xử. Cái bột năng là nó 300. Còn bột nếp ở trong đây nó có 50 nè, 100 gram nãy chìm hai đó nha các bạn nha. Với 200 ml nước sôi nha. Nhưng mà các bạn đổ từ từ rồi mình pha với nhau vô, nó vậy đó nha. Rồi ngồi cho giữ nha các bạn nha, cho nó thiệt là mịn nha, với lại nó tan đường nha. Còn thấy nó hơi khô quá thì mình phải cho thêm chút nước vô, mình làm như thế này nè, đó vậy đó, phải nhồi cho giữ lên. Làm bánh nhồi bột nào, làm bánh nào nha, bột là phải nhồi cho nó mịn mạnh dạn lên, đè nó cho giữ xuống. Đậu đỏ thì hầm riêu lửa rất là lâu, đậu đỏ nó mới mềm được. Sau khi đậu đỏ mềm rồi thì nhà bạn nào có cái máy xay sinh tố á, mình vớt cái phần đậu này thì phần nước này nè, để cho nó nguội, bỏ vào máy xay nhuyễn ra. Còn nhà bạn nào không có cái máy thì mình vớt cái phần đậu này ra ngoài và mình tán nhuyễn ha. Bây giờ mình để nguội ha, bỏ vào máy, cứ để bỏ vào máy liền á thì cái máy của mình nó sẽ bị lục nha mấy bạn, lục phần cái dao á, mình thay nóng á. Còn cái phần đậu xanh á thì mình thấy nó dễ hơn, có nghĩa là nó rất là mau mềm luôn, là mau nhừ, cho nên là mình cứ đổ nước vào và mình nấu cho nó nhừ ra luôn. Mình nhà không có máy thì mình không cần xay cũng được, chỉ cần nấu cho nó nhừ và khô lại luôn. Bỏ vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra cái nồi lại nha mấy bạn. Các bạn thấy nè, đậu đỏ nó cứng cho nên mình phải xay, còn đậu xanh thì không cần phải xay. Rồi phần tiếp theo thì mình sẽ cho 120g đường. Mấy bạn nào không yêu thích ngọt thì mình có thể bớt cái lượng đường này lại tùy theo ý thích nha, 100 hoặc là 120g hoặc là 150g gì tùy theo các bạn thích cái lượng ngọt. Và mình cũng cho vào đây một xíu muối. Thì cái phần đậu xanh mình cũng vẫn cho 200g đậu xanh, 100g đường và hoặc là 120g đường và một xíu muối. Cái phần đậu xanh á thì nó đã mềm rồi. Mình nấu không cần phải xay bởi vì nó đã nhừ sẵn rồi nè, mấy bạn thấy nó nhừ sẵn luôn nè, không cần phải xay mà nó đã nhừ và nó mềm. Bây giờ mình sẽ khuấy liền tay như vậy trên bếp, không có được bỏ bếp, bởi vì trong cái lúc này là nó rất là dễ bị khét đó mấy bạn. Cái phần đậu đỏ bên đây cũng vậy luôn, khuấy liền tay để khi nào mà nó đặc lại là được nha. Giờ mình sẽ khuấy, sau khi đặt lại thì mình khoảng sẽ nhìn thấy thêm. Đậu xanh và đậu đỏ sau khi mình thấy đặt rồi thì mình sẽ cho mỗi bên là nửa ống vani này thôi. Nửa ống vani này vào trong đây mình thấy đặt như vậy nè. Các bạn thấy nó đặt như vậy, mình sẽ cho vani vào. Và dầu ăn thì mấy bạn cho vào đây nửa muỗng canh dầu ăn, hai bên nào mình cũng cho nửa muỗng canh dầu ăn nha mấy bạn. Đó, mình sẽ khuấy liền tay để cho nó không có bị văng. Mà cái lửa lúc này thì mấy bạn dặn thật là nhỏ lửa thôi, và mình cho nó đặc hơn một tí nữa là ok. Tắt nước cho sôi, luộc lá nha mấy bạn. Cái lá mình luộc thì mình mới dễ gói được, nếu như mà không có luộc á nó khó lắm. Mà mình đem luộc xong rồi á mình vớt ra ngoài nước lạnh để cho giữ cái màu xanh. Cái đầu lá bỏ đây là cái những cái nguyên liệu, cái thành phần để mình gói nè các bạn.
Đó, bên đây gồm có là đậu xanh nè và đậu đỏ lúc nãy mình nấu nó đặt lại rồi đó. Còn đây là bột lúc đầu mình đã nhồi nè. Ở bên đây á, là cái phần bột mà có trà xanh thì nó màu xanh nè các bạn. Nè nó mềm như vậy nè, mình đụng tay và màu nó ít có nó không ít dính chứ không phải là không dính nha. Đổ dầu ăn lên đây. Phần nhân thì các bạn nếu thích có thể thêm cái nhân mặn. Nhân mặn thì ở đây mình làm thịt quay và chả lụa và dăm bông thêm vô. Cái đó là mình gói bên mặn nha mấy bạn, mình giới thiệu thêm thôi. Còn bột bán thì mấy bạn ngâm 2 tiếng rồi vớt ra để ráo. Phần nếp này cũng vậy mấy bạn, cũng vớt ra rồi để ráo nha. Hai cái thau bột này thì mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn ở trên cái bề mặt. Để một lát mình gói cho nó dễ. Đó. Giờ mình muốn gói thì mình sẽ chuẩn bị là hai cái lá hay bạn dùng cái kéo đó, cắt cái đầu này bỏ đi, cái đầu nhọn đó. Đây hai cái lá, một cái thì mình để cái bề này nè, cái bề bóng này ở dưới xếp lại như vậy. Đầu dùng cây cọ mình quết dầu lên trên cái lá này. Đó. Mình sẽ dứt một sẵn một miếng bột ít như vậy rồi bỏ vào bên cái phần nếp bên đây. Rồi phần tiếp theo mình sẽ cho cái phần nhân đậu đỏ lên hoặc là nhân đậu xanh gì cũng được hết. Cho thêm một phần bột vào phần nếp một ít lên. Các bạn bẻ cái cuốn này lại nhận nhận xuống. Đó. Bây giờ hai cái tay này mình quấu hai cái này nè. Túm cái này lại. Bẻ cái này nha. Đó. Mình sẽ bẻ cái đầu này nè. Cái đây là cọng dây, mình sẽ cột cái đầu cái chiều này như vậy nè, ngoái lại. Đó, mình đã có một cái bánh hú rồi. Bớt mấy cái rau ria, rau cắt ria gói từ sáng tới giờ nhờ con cháu rồi gói chứ mình gói không được đâu nha các bạn nha. Có. Làm thì không bằng ở tiệm người ta bán đâu, không thẩm mỹ.
cũng vui vui. Luộc cái này bỏ vô luộc á, luộc chứ không có hấp. Nước sôi bùng bùng luôn, quá đẹp luôn, bỏ vô luôn. À, bỏ từ chùm vào. Rồi. À, hai chùm luôn, bỏ vô. Rồi, trời bỏ 2-3 tiếng nha các bạn ha. Chừng nào mà nó chín thôi. Mà từ 2 tiếng nó lên. Cá tre mới vô nước sôi thơm quá. Quá thơm. Rồi. Cắt rau cắt ria quá đẹp, bỏ vô. Ồ. Biết sao cái này là 2 tiếng rưỡi nha mấy bạn. Wow. Xong là mình đúng với nước nha bạn. Nước cần mình rửa đó cho nó sạch bánh đó. Đây. Bánh ít lá tre. Vì cái này nó vừa có nếp mà nó vừa có bọt ha. Đây miếng thịt nè. Miếng thịt nè xanh giòn. thịt ha. Màu xanh ha. Có nếp có bọt. Kiếm cái màu này. Còn cái kia nãy ngọt ngọt nữa, thơm nó che ha. Phải mỗi cá là gì? Là tại vì nó có cái mùi vị của cái lá đó. Thơm. Thơm. Đây. Đó thì đúng như cái bánh đít không? Đó, đây. Cái này là nếp nè ha. Này nếp nè. Cái này nha, cái bọt nè không? Xé trong đây ra coi cục nhân nè, trột dài ghê chứ nè. Đó. Nhân này là nhân đậu. Cái này là cái nếp.